Thưa vị, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng vừa chính thức ra mắt dự án căn hộ cuối cùng trong thung lũng hạnh phúc Happy Valley Premier. Không những thừa hưởng toàn bộ hạ tầng, tiện ích đã có sẵn của thung lũng hạnh phúc, Happy Valley Premier còn đặc biệt vì ra mắt với phiên bản giới hạn, chỉ có 55 căn hộ duplex 2 tầng được đưa ra thị trường. Happy Valley Premier gồm 2 tòa nhà cao 10 tầng và 20 tầng được xây dựng trên khuôn viên đất rộng hơn 4.200 m², là mảnh ghép hoàn thiện của thung lũng hạnh phúc. Happy Valley Premier là sản phẩm đắt giá nhất khu văn hóa giải trí của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Theo đó, Happy Valley Premier được xây dựng trên lô đất có vị trí đẹp và hiếm có nhất khu thung lũng hạnh phúc, với 3 mặt thoáng được bao bọc bởi dòng sông cảnh quan, mảng xanh và công viên. Happy Valley Premier sở hữu ngũ cận của một dự án bất động sản cao cấp bao gồm nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, tứ hội ngộ cận viên và ngũ liên thông cận giáo. Bên cạnh vị trí, một điểm khác tạo nên sự đặc biệt của Happy Valley Premier là được ra mắt với phiên bản giới hạn. Dự án chỉ bao gồm 55 căn duplex 2 tầng, mỗi tầng được quy hoạch chỉ có 4 căn, bố trí theo trục Bắc Nam, giúp tránh được hướng nắng nóng, mỗi căn đều là căn gốc. Nhờ đó, mỗi sản phẩm của Happy Valley Premier thật sự là một biệt thự cảnh quan. Theo thống kê, hiện nay thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 110.000 căn hộ, tuy nhiên sản phẩm 2 tầng chỉ chiếm khoảng 0,5% và phần lớn loại này được bố trí xen kẽ trong dự án. Cùng với đó, mật độ xây dựng của dự án chỉ khoảng 21%, cùng với hệ số sử dụng đất chỉ 2,88. Như vậy, tỷ lệ diện tích đất dành cho không gian xanh mở và tiện ích phục vụ cho 55 gia đình nơi đây là một con số rất lớn. Nhờ đó, dự án đã gây ấn tượng mạnh với khách tham quan ngay khi ra mắt. Tôi đến từ Hồng Kông và đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi lễ công bố dự án cao cấp tại Việt Nam. Tôi cũng vừa tham quan nhà mẫu. Tôi thấy thiết kế và chất lượng cũng giống như những công trình ở Hồng Kông. Rất tuyệt vời. Tôi rất muốn mua sản phẩm tại đây. Căn hộ 2 tầng duplex ở dự án là một cái xu hướng đầu tư rất là hot ở London, Hồng Kông và các thành phố lớn trên thế giới. Tôi cũng muốn giới thiệu dự án cho bạn bè, gia đình và người thân ở Hồng Kông có thể đầu tư và mua dự án để hưởng thụ cuộc sống trong lành và tiện ích. Riêng 79% diện tích đất còn lại, chủ đầu tư cho biết là sẽ đầu tư tỉ mỉ từng không gian chức năng tiện ích cộng đồng, chú trọng đến yếu tố nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn cao cấp cho cư dân. Chẳng hạn khu hồ bơi chiếm đến 10% diện tích khuôn viên đất dự án. Khu vực tiếp tân, sảnh thang máy của dự án cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Happy Valley Premier cũng là dự án duy nhất hiện nay bố trí mỗi căn 2 chỗ đậu xe ô tô.